Chào chị em và các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với chị em và các bạn cách bảo quản đậu hũ trong tủ lạnh để đậu tươi không bị chua. Đậu hũ này là món ăn quen thuộc với mọi gia đình. Trong trường hợp mà chị em và các bạn mua về không sử dụng ngay trong ngày thì có thể bảo quản đậu hũ theo cách dưới đây mà mình chia sẻ, để trong tủ lạnh tươi không bị chua. Bây giờ mình cùng chị em sẽ bắt tay vào để thực hiện cái món này nhé. Và bây giờ mình đặt một nồi nước lên bếp, mình sẽ đun nóng nồi nước lên. Mình sẽ thả đậu hũ vào để luộc. Và bây giờ mình sẽ luộc sôi trong vòng 3 phút chị em nhé. Sau khi mình luộc sôi đã được 3 phút rồi thì bây giờ mình sẽ vớt đậu ra. Đậu sau khi đã luộc xong và mình đã vớt ra đĩa như thế này. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái hộp nhựa như thế này. Mình sẽ xếp đậu vào trong cái hộp này. Sau khi xếp đậu vào hộp xong thì mình sẽ cho vào cái hộp đậu này một thìa cà phê muối. Mình sẽ đổ nước. Mình đổ cho ngập đậu. Nước này là nước máy chị em nhé. Và mình sẽ đậy nắp lại. Và mình sẽ bỏ vào trong tủ lạnh. Đậu làm cách làm cất đậu để bảo quản ăn dần như thế này thì có thể để được một tuần chị em nhé. Và sau khi cho vào ngăn mát tủ lạnh rồi thì mỗi ngày chị em mình sẽ thay nước một lần. Đậu rất là ngon. Với cách bảo quản đậu hũ trong tủ lạnh này thì sẽ giúp chị em và các bạn tránh được lãng phí. Nếu như chẳng may chị em mình mà mua nhiều về, hoặc là mua về mà chưa sử dụng đến, thì mình có thể làm theo cái cách này để trong tủ lạnh một tuần mà đậu vẫn tươi ngon, không bị chua. Rất là đơn giản chị em nhỉ. Chúc chị em và các bạn thành công và ngon miệng với cách bảo quản đậu hũ để trong tủ lạnh được một tuần mà vẫn tươi ngon, không bị chua này nhé. Chào chị em và các bạn. Cảm ơn chị em và các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại chị em và các bạn vào những video tiếp theo. Chúc chị em và các bạn một ngày mới vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chào chị em và các bạn.